Xin kính chào anh em. Trung Kiên Audio lại về được một dàn Kenwood. Con này về khá là đẹp. Hàng bãi thì đương nhiên không thể đẹp như hàng mới, nhưng mà về cơ bản, về tổng thể là con này tương đối ok các bác nhá. SV3. Thông thường thì về các cái mẫu SL3 thì rất là nhiều, nhưng các cái mẫu SV3 như này thì rất ít về. Đấy, các cái mẫu SV3 nó có phiên bản ở cái loa, cái núm chỉnh nó là có cái đèn này này, thì rất là đẹp này anh em này. Và đặc biệt là cái màu màn hình của nó là màu vàng cam, màu đường càng cam, nhìn tương đồng với cả cái tông màu cái loa luôn, cái vỏ thùng loa gỗ luôn. Đấy, cho nên cái mẫu này nó được rất nhiều anh em yêu thích. Bây giờ thì em đầu tiên là xin phép test các chức năng hoạt động của bộ dàn đã nhé. Sau đó thì em sẽ quay hình thức cho các bác sau. Con này có chỉnh equalizer và chỉnh super bass trên mặt máy luôn, tại cái nút này này các bác nhé. CD con này, ủa không đọc à? Mới bật trên play các bác ạ. Cho đĩa CD ra, em chuyển sang test đĩa MD. Đây, chuyển sang test đĩa MD các bác nhé. Đây là đĩa MD đã chơi rồi các bác nhé. Rồi ok, em cho đĩa MD ra. Em chuyển về chế độ AUX để chơi AUX. Đây, đây là chế độ AUX nha. Rồi ok các bác nhé. Bây giờ thì Trung Kiên Audio sẽ tiến hành là quay chi tiết cái hình thức của cái bộ dàn để cho anh em mình cùng nắm rõ luôn về hình thức, xem xấu ở đâu, đẹp ở đâu, để cho anh em cân nhắc thật kỹ trước khi các bác chốt hàng ở bên em nhé. Đấy, nói chung bên em bán hàng thì bao giờ cũng phải rõ ràng và công khai. Em sẽ quay lần lượt tất cả các góc cạnh âm ly cũng như là loa. Anh em sẽ nhìn và đánh giá một cách khách quan nhất. Chứ nhiều khi mô tả bảo là con này đẹp hay con này xấu thì nó còn do cái sở thích, cái đánh giá của mỗi người. Với em thì những bộ như này bãi về là tương đối đẹp rồi. Còn tất nhiên thì mỗi người có một cái cách đánh giá khác nhau. Khi các bác chơi AUX, các bác mở cái nắp này ra, ấn vào cái nút có chữ AUX này nha, để chơi AUX nhá. Đây nhá. Đấy. Cái màng loa do vận chuyển cái chỗ này nó hơi bị có một vệt ở đây các bác nhá. Không hề ảnh hưởng các bác nhá. Nó chỉ về cái phần thẩm mỹ thì có thể nó sẽ không được đẹp xuất sắc nữa thôi. Thế còn nó không ảnh hưởng gì cả đến chất âm nhá, em khẳng định. Và thứ hai, anh em khi lắp lên đế căng rồi thì nó vẫn không có ý nghĩa gì nữa. Đế căng thì con này em làm cho các bác nhá, bao đẹp nhá. Đấy, đế căng đã làm lại rồi. Đấy, lưới nước căng đét rồi, không rách dưới nữa. Đa số hàng bãi về đế căng thì bọn em đều phải tiến hành làm lại hết. Bởi vì nhiều khi không làm lại là cái lưới căng vận chuyển về nó có chảy xước, nó rách, nhìn nó rất là xấu. Đấy. Cho nên là bên căng riêng bên em làm rồi, bên em bán cái căng này, em bàn làm lại đầy đủ cái căng cho các bác. Đa số các con dàn em đều làm cái căng luôn. Vì anh em chơi thì thực ra cái căng thì bảo là quan trọng, nó không phải quan trọng, nhưng mà nó cũng làm cái để tôn lên cái bộ dàn cái dáng vẻ, cái vẻ đẹp của bộ dàn, cũng như là cái độ bảo vệ của nó trước những cái sự tấn công vật lý bên ngoài. Đấy, nó tóm lại là như thế. Có thể do trẻ con nó ấn vào chẳng hạn thì có e căng thì nó vẫn hơn. Đấy, còn hình thức chảy xước như em đang quay nhá. Đấy, chứ không tránh khỏi đâu ạ. Nói chung hàng bãi thì sao mà tránh khỏi hết các vết chảy xước các bác. Con này nó thuộc dạng tương đối là hiếm về các bác nhá. Các bác cũng theo dõi kênh của em, các bác biết đấy, em bán rất ít lên mẫu này luôn, bởi nó ít về lắm. Những mẫu này thường là về cái đèn, về cái thiết kế nó đánh giá rất là đẹp. Đấy. Dòng này dòng gân vải các bác nhá. Dòng gân vải. Đấy. Gân vải cực bền rồi. Chỉnh equalizer ở nút này. Đây, nút preset EQ này. Ở đây. Và vặn cái này để tăng giảm, để thay đổi các giá trị equalizer khác nhau. Đấy. D bass ở nút đây. Đây, chỉ super bass ở đây. Tăng giảm cũng đây. Đấy. Rồi ok các bác nhá, đây là cách sử dụng dàn. À quên. Còn quay phần phía sau, quên chưa quay phần đầu nối dây giáp cho các bác. Đồ nối dây giáp thì anh em cứ đấu nguyên tắc đúng màu chứ. Đen vào đen, đỏ vào đỏ. Thế là xong. Dây kết nối điện thoại cắm vào đây.
đầu còn lại cắm một cục Bluetooth, hoặc các bác có thể cắm thẳng vào điện thoại, TV, máy tính của bác cũng được, nếu như thiết bị của bác hỗ trợ cổng 3.5. Đấy, còn em chơi Bluetooth thì em cắm Bluetooth. Rồi, ok, bây giờ đến phần quan trọng nhất, đó là cái phần báo giá cho sản phẩm này. Với bộ sản phẩm này, Trung Kiện Audio được xin phép các bác giao lưu với anh em giá 1.580.000 đồng các bác nhé. Đấy. Đấy, các bác nào cảm thấy ok thì liên hệ với bên này qua số Zalo để trên tấm biển, 1.580.000 đồng các bác nhé. Đấy, cho siêu phẩm này FT3. Đấy. Giá bán chưa có phụ kiện, bác nào mới tập chơi hàng bãi mà chưa có đổi nguồn, chưa có dây rắc thì các bác mua thêm chưa, hoặc chưa có Bluetooth các bác mua thêm chưa. Đấy. Các thiết bị đấy thì bên em sẽ bán giờ, và đặc biệt là bên em bao phí ship toàn quốc cho các đơn hàng mua hàng chuyển khoản đủ. Còn nếu như các bác anh mình chuyển cọc, cọc trước cho em 300.000 các bác nhé. Với các đơn chuyển cọc thì cái tiền phí giao hàng các bác giả giúp em. Thế thôi. Rồi em xin cảm ơn. Bây giờ thì em xin phép một test chất lượng của sản phẩm cho các bác cùng xem luôn. Phù hợp các bác chơi nhạc vàng các bác nhé, nhạc các đồng là trữ tình. Xin cảm ơn tất cả các bác và anh em.